Khi thưa cộng đoàn, nhìn lên trên gian cung thánh, chúng con thấy cô đối, gia đình cầu nguyện nghe giáo huấn, giáo xứ hiệp thông báo tin mừng. Giáo xứ có trở thành một cộng đoàn phục vụ, trở thành một cộng đoàn loan truyền tin mừng, thì từng người trong giáo xứ, thì từng gia đình trong giáo xứ phải biết cầu nguyện. Cầu nguyện có thể là bằng lời tin, cầu nguyện có thể bằng suy gẫm, và cầu nguyện có thể bằng lời ca tiếng hát và cả những bài thánh vũ. Chúng con giờ đây xin được cùng với tất cả mọi gia đình trong giáo xứ Thánh Gia, đội hoa của giáo cô Thánh Gia, giáo xứ Tân Long, xin có được hợp ý cầu nguyện qua những điều vũ, những bài ca, những tiếng hát để hợp với giáo xứ Thánh Gia trở nên một giáo xứ hiệp thông báo tin mừng. Xin mời cộng đoàn quỳ để hợp với lời hoa chúng con thờ lạy ba ngôi Thiên Chúa. Thank you.
xin mời cộng đồng ngồi. Lung linh ngàn tia sáng chưa cao ngọn nến hồng, mẹ ơi ngọn nến sáng trên tay là tình yêu con tỏa sáng trên về mẹ, và xin mẹ cũng là ngọn sáng đến sáng soi đường con đi. Thank you.
Hãy đến tiên tú trên trời, hãy đến các ngoài biển khơi. Như con có đến được đi chăng nữa, con cũng chẳng đến được tình Chúa yêu thương dành cho con. Lạy Chúa, con cảm tạ tình Chúa yêu con. Xin mẹ nhận lấy bông hồng tình yêu con dâng.